Xin chào anh em nha, video này hướng dẫn từ anh em tham gia chuyện này. Quán đích phần mô tả, mình mở cái Telegram ra, bấm support nha tất cả các bạn. Rồi sau khi bấm nó start chờ load dự án chút nha các bạn. Bằng đây dưới quê mình qua bảo các bạn. Rồi website của nó nè các bạn. Khi tham gia dự án các bạn nhận được 10 tiếp cận nước quét giá khoảng 20 đô. Rồi bạn bấm vào Queen. Rồi các bạn dụ rất là đơn giản luôn. Các bạn join vào kênh nhóm chat vậy nha, vào nhóm group của nó các bạn. Rồi các bạn vô nha, rồi các bạn chờ nó vô chút nha các bạn. Rồi các bạn rồi mình dọn kiếp dọn tiếp vào và nhấp vào thì qua follow và thì quyết bên boss nè các bạn. Mình cũng vào nhóm group nữa, mình xem thông tin tiếp cận này. Rồi theo qua thì các bạn theo dõi nha. Các bạn lướt xuống, các bạn like bài game của nó nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lần nha các bạn. Thì mình check thông tin cho nó các bạn. Này đâu khơ vậy ta. Không có con hoài các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm net. Rồi các bạn điền địa chỉ username Telegram các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình các bạn. 1133 các bạn gỡ. Rồi các bạn chờ bot phản hồi nha các bạn. Phản hồi bot không phản hồi tự. Rồi các bạn vào trang cá nhân của mình. Rồi win v này nè, hết 9 nè. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi 20 ví chocolate máy sốt MetaMask nha các bạn. Rồi các bạn địa chỉ. Rồi các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn làm dán thì từ từ nha các bạn. Mình làm bên đây về đâu các bạn ơi, phải chờ đợi thôi. Bot này lâu phân ơi. Phản hồi coi. Rồi, bạn bấm vào balance để check số cần ta kiếm được các bạn. Mình đang được không? Nít nè. Rồi bạn bấm vào gaffer các bạn. Rồi con này mình không có biết bữa mấy thanh toán luôn các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Các bạn hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.